đất của mình xong rồi mình coi sao hết. Xin chào mọi người. Hôm nay mình dẫn cả gia đình và mọi người đi tới xem cái lô đất 9080 á. Thì bây giờ người ta bắt đầu người ta đào đất lên rồi đó. Thì người ta đào khoảng 2-3 ngày trước. Lúc đó mình cũng không có biết, bởi mình không có lên mình coi được. Thì bây giờ mình tới đây mình xem nè. Sáng hôm nay thì trời cũng hơi se lạnh chút xíu. Thứ ba tuần sau là bắt đầu vào thu rồi. Đây, trước mặt mọi người là cái lô đất 9080 nè. Đó, cái lô đất này người ta đã đào trước rồi đó. Thì chắc khoảng 1-2 tuần nữa người ta sẽ đưa móng lên á, đưa bệ xi măng á. Đây cái lằn người ta vẽ nè. Bên cạnh này thì cái nhà này nó đã xây cũng gần ok, gần xong rồi. Đó, giờ mình đi một vòng qua bên đây. Em nghĩ chắc nó phải đào nữa chứ hả? À. Còn cái đất ở kia cơ. Cái bên nằm dưới là bên nữa. À. Coi chừng đó con. À, cái đất đằng sau nè. Đây là cái đất đằng sau. Đó, cái độ cao mà cái đất người ta đang đào để người ta làm nè. Người ta làm cái nền, cái móng. Giờ mình vô thử cái căn này. Ồ, cái căn này nó lóc rồi. Thì mình đi bộ xuống nữa coi.
Cái căn này đối diện cái lô đất 9080 nè. Thì bây giờ cái căn này người ta làm cái deck. Mà cái deck này trông cũng dễ thương. Nó làm cái deck rồi. Deck này cũng tiền không á. Chắc cũng khoảng mười mấy ngàn á. Đó. Đét trong mỹ thuật đó hả? Bơ miếng. Đẹp. Rồi sau này nó làm cái này này cho sạch sẽ hơn cái miếng hoa quả. Cái này nếu như có chút nhựa ở trong á. Nó làm cái này cho về mới trông nó đẹp hơn. Không anh, nếu mà mai mốt rồi sao rồi tao có điều kiện có làm cái đét cho đét cho nó luôn đó. Tại vì nó bắt đầu từ bên trong nữa nè, bên trong nó ra thuốc ngoài này nè. Mình cũng làm ra ngoài nè. It's nice up here. I do ring, don't ring the door. No, nhà anh ta open the door, làm cái kia làm sao? Còn cái căn bên hông á thì người ta đã lót cỏ rồi nè. Cái này là người ta trải cỏ đó. Đó, trải cỏ. Thì cái đất của nó là như vậy nè. Đó, cái đất của nó vậy đó. Thì khi mà xong á thì nó sẽ nhờ cái tụi công ty trải cỏ nó tới rồi nó làm cỏ rồi nó trải lên. Rồi đến khi mà gần giao cho chủ á, thì người ta sẽ tưới nước thêm. Đó. Cái đất này cũng rộng ở đằng sau nè. Rộng á. Vuông vắng á, rộng. Thằng kế bên cũng đẹp lắm. Nhìn ra hồ đẹp. Nhìn ra hồ à. Cái đất này cũng đẹp, cũng hay nè. Nhìn ra hồ, thấy hồ. Cái loài bò này cũng đẹp, thẳng thịt nha. Cái căn này gia chủ làm cái tủ màu trắng nè. Đâu nó thấy không? À. Chào ba ba xíu.
Bây giờ mình vô thử cái căn lô đất mà 9071. Thì cái 9071 này á, cái mẫu của nó là nó tương tự như là cái 9080 á. Nhưng mà mấy mốt là nó sẽ hình thành giống như vậy nè. Bề ngoài nó như vậy. Đi vô. Đó thì bước vô thì bên đây là không gian của nhà bếp nè. Đi lên cầu thang mình coi nè. Thì cái căn này người ta đã đắp mấy cái drywall hết rồi nè. Cái thế đất thằng này ở đằng sau nhìn ra thấy trường học rồi. Thế đất nó có chút xíu rồi. Không không mà vẹo. Đằng sau trường Ryan ra. Đã đạp chứng mẹ đâu. Này ở đây chiếu mắt cái kìa. Có cái phòng này đẹp nhất rồi. Ông em cũng không làm mới được. Em đẹp lắm đó phòng này. Đi khó sách chút xíu rồi. Phòng này có một cửa sổ à. Dạ. Bây giờ mình sẽ vô thêm một căn khác nữa. Cái căn này căn màu trắng nè. Căn này cái kiểu model khác. Màu trắng nhưng mà nó xài bằng cửa sổ giả màu đen. Giờ mình vô cổng trước nè. Đó. Có hai cái cửa sổ giả màu đen. Bước vô thì có bên trái là cái phòng, không phải phòng khách đó. Cái này là kiểu model khác nha. Bên phải mình sẽ thấy cầu thang nè. Rồi ngay cái cửa này đi xuống với basement. Thì cái căn này gia chủ lại dùng những cái tủ màu trắng ha. Là những cái tủ màu xám như cái
Thế tay nắm nó lại màu vàng. Nè. Giờ mình qua bên cái căn bên cạnh, cũng là một căn màu trắng luôn, nhưng mà căn này thì không có gắn cửa sổ giả. Cái thằng kia bố thí chỗ màu khác thì nó trúng không em? Dạ. Cái căn này thì nó ướp đá nè, màu đá. Ồ, cái căn này người ta làm phòng rồi ha. Bên hông rồi hả? Bên hông làm phòng nữa không? Hồi nãy căn kia thấy thoáng. Dạ. Yeah. Hai cửa sổ đây. Với nó làm cô thằng này nó làm cũng lạ lắm thôi. Dạ. Cái trên rung này. Trên rung nó làm cái bè này nữa. Căn này tụi nó cũng xài, gia chủ cũng dùng tủ màu trắng luôn ha. Màu trắng và cũng cái tông tay nắm màu vàng ngang. Cái sinh rung thấy có vẻ hẹp hơn rồi đấy. Con thấy có vẻ hẹp hơn ha. Cái bè sau nó hẹp. Cái sinh rung thấy nó nhỏ hơn nè. Ở này là cái bè nó thành cái gì? Cái bè này chắc để ngồi quá à. Hay là để trang trí không? Trang trí á. Ngồi là làm thì đâu có đẹp gì đâu. Dạ. Yeah. Và cũng chơi tay nắm tủ một cái. Tủ và bà này nó đỡ hơn. Bà này nó hẹp hơn chút. Còn cái căn này á thì nó ướp gạch. Mà nó ướp gạch từ dưới lên luôn à. Thì đối với mình thì mình thấy nó không đẹp. Không cần phải bỏ một số tiền mà làm gì, thấy nguyên căn nhà thấy nó đó. Ồ, nhưng mà cái căn này nó lại khác này, ở trên này nó lại làm cái này ha. Đó. Mày có cái này. Căn này thấy lạ không có hả? Ở trên này sao nó lại có những cái thanh này nè. Nó chia con không biết. Đó, model này nó là nó cái bệ mấy góc tường. Thank you.
Bây giờ mình sẽ đi một dọc xuống những căn nhà cho mọi người xem nè. Như mỗi nhà mỗi kiểu, như cái căn này á, nó lại ướp đá lên tới đây luôn, làm tới cầu thang, cái bậc thang. Căn này căn màu trắng. Căn này thì làm gạch. Căn này thì không có làm cái gì hết á, nhà nó màu trắng nè. Còn cái căn này kiểu này thì cũng người ta chắc làm xong rồi nè, chuẩn bị giao cho chủ nè. Ok, vậy cũng sắp trưa rồi. Nãy giờ mình cũng quay cũng một số căn nhà đủ loại cho mọi người xem. Vậy mình xin tạm dừng video mình tại đây nha. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Cũng mong mọi người hãy like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cho channel của mình. Xin chúc mọi người một ngày vui vẻ và cũng xin hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.